Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Phần phim Pokemon Journey có lẽ là phần phim đặc biệt nhất của TV series. Khi ở đó, Satoshi không phải là nhân vật chính duy nhất, cũng như cậu cũng không có nhu cầu thách đấu hội quán để nhặt huy hiệu. Nếu Satoshi không thách đấu hội quán thì có lý do gì để cậu phang nhau với những trên ở khác? Tất nhiên là nhà sản xuất phải nghĩ ra một cái gì đó hay ho rồi. Từ đó chúng ta có giải đấu Pokemon Cúp Thế Giới, một giải đấu Pokemon lớn nơi quy tụ rất nhiều trainer mạnh trên thế giới. Cũng như bao người khác, Satoshi xuất phát từ rank normal, cái rank thấp nhất chuyên dành cho mấy thằng tân thủ, với kỹ năng thượng thừa do không bị reset từ phần trước. Và quan trọng là sức mạnh tình bạn bất diệt, Satoshi đã leo từ rank normal lên tận rank master luôn, trở thành một trong 8 trainer mạnh nhất thế giới. Phải nói là quá ghê gớm. Trong quá trình leo rank của mình, Satoshi đã đụng độ rất nhiều trainer mạnh và có đẳng cấp. Cậu cũng gặp không ít khó khăn trong những trận đấu. Vậy đâu là những trận đấu dữ dội nhất, khủng bố nhất của Sa trong quá trình leo rank? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 8 trận đấu hay nhất của Satoshi trong Pokemon Journey nhé. Satoshi vs Koruni. Koruni là trưởng hội quán của thành phố Sara vùng Kalos, một người bạn cũ, đồng thời cũng là một đối thủ cũ của Satoshi. Thật trùng hợp là cô cũng đăng ký tham gia giải đấu thế giới. Mục tiêu của cô là cải thiện bản thân, cũng như muốn đánh bại Dande, trainer đang nắm giữ ghế No.1 thế giới. Khi Sa sang Kalos để tham gia trận đấu tiếp theo, cậu đã gặp lại Koruni. Họ đã vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau, nhưng số phận thật trớ trêu là họ sẽ chính là đối thủ của nhau trong trận đấu tiếp theo. Cả hai đều đang mấp mé rank Super, người chiến thắng sẽ lên rank Super. Và đây là một trận đấu 2 vs 2. Ở cái giai đoạn này, Ganga đang đảm nhận rất tốt vai trò nghệ sĩ nhân dân của mình. Mỗi lần ra trận, kiểu gì cũng bị đập cho ngu hết cả người, còn lại cứ để Chu và những thành viên khác lo. Koruni thì anh em cũng biết rồi, cô ấy sở hữu một con Mega Lucario rất mạnh. Trước đây, Sa từng đánh bại được Koruni và cái con Lucario này một lần rồi. Chẳng có lý do gì cậu không làm lại một lần nữa. Và kẻ được Sa chọn đó là Kairu. Con Kairu này rất khác so với những Pokemon trong team, vì ngay từ khi được thu phục, nó đã là Kairu rồi. Một Pokemon á thần có chất tướng vô cùng mạnh, nên chẳng cần tập luyện gì nhiều, nó sẵn đã là một Pokemon mạnh rồi. Trong trận đấu, nó dễ dàng đấm vỡ alo con miến xào và có một trận solo kinh điển với Mega Lucario. Tất nhiên, chiến thắng phải thuộc về nó, vì nó là mon của nhân vật chính mà. Vì thắng trận nên Sa được lên rank Super, thơm ngon bổ dưỡng luôn. Ở trận đấu này, chúng ta cũng không thể quên được cái ánh mắt ngưỡng mộ của bé Riolu dành cho Mega Lucario. Thứ gì đâu mà đẹp, nó đang ao ước sau này mình cũng được mạnh và đẹp như thế. Satoshi vs Iris. Trong một ngày đẹp trời, Sa đang mải mê tập luyện thì cậu nhận được một chiến thư, đó là của Iris, một người bạn cũ của cậu. Thế là Sa liền bay sang X-Sư để đập nhau luôn. Cậu đến hội quán thành phố Soryu để tham gia trận đấu. Khi thấy Iris đang mặc một bộ skin mới, cậu đã rất bất ngờ và hỏi sao cậu lại ăn mặc như thế. Iris mới nói, tớ đã trở thành champion của X-Sư rồi đấy. Bất ngờ chưa ông già, Sa đúng là đã cực kỳ bất ngờ. Thực ra thì Sa cũng là champion của Alola. Đây là trận đấu giữa hai người bạn, vừa là trận đấu giữa hai champion luôn. Cả hai lại cũng đang bấp mé rank Hyper. Ai giành chiến thắng thì sẽ lên được rank. Thể thức thi đấu thì vẫn là 2 vs 2 thôi. Ở trận đầu tiên, cả hai đều chọn Kairu, nhưng Kairu của Sa có vẻ nhát. Nó bị Kairu của Iris dọa cho ngu hết cả người, làm cho Sa phải thu nó về, rồi cho Unoragon ra sân. Khi thấy một Pokemon hệ rồng mới, Iris cực kỳ phấn khích. Mà Sa nhà ta chơi rất đẹp nha, cậu mang toàn bộ Pokemon hệ rồng ra để đánh nhau. Vì gặp phải một Pokemon mới lạ, Iris không hề có thông tin gì về nó. Kết quả, con Kairu bị nó ngoạm cho một phát, rồi tiến lên bảng tấp đếm luôn bằng răng nanh băng giá. Một chiêu thức gây x4 sát thương đấy, con Kairu này đúng số nhỏ, toàn bị làm nền. Mất Pokemon đầu tiên, Iris cũng chẳng có gì lo sợ. Cô cho Ononokusu ra sân. Và đây chính là hình thái tiến hóa cuối cùng của bé Kibago năm xưa. Sau một thời gian dài, nó đã tiến hóa và trở thành Pokemon mạnh nhất của Iris. Vì Iris biết thừa là lại gần con Unodragon rất nguy hiểm, nên cô áp dụng lối đánh tầm xa. Thế là con Ononokusu nó cứ đứng ở xa rồi bắn long ba động với mấy cái tâm linh vào. Thế thì thứ nào chịu nổi, Unodragon nhanh chóng lên bảng. Kairu lại một lần nữa ra sân, nhưng con Ononokusu kia thực sự quá mạnh. Nhớ lại lúc nó bị hỗn loạn do spam nghìn lần, nó đã tự đập đầu mình xuống đất để có thể hóa giải trạng thái hỗn loạn, đẳng cấp cao thực sự. Tuy lép vê rất nhiều, Kairu còn tỏ ra hoảng loạn, nhưng Iris đang rất vui nên thôi, cô nhường CM nó chiến thắng cho Sa luôn, thật là hề hước.
Sau trận đấu này, Sa thu lại được hai thứ. Một là Kairu học được một chiêu thức cực mạnh, đó là chùm sao rồng. Thứ hai là cậu đã lên được rank Hyper, nó cứ phải gọi là giòn tan. Satoshi vs Denji. Sau khi lên được rank Hyper, Satoshi có một khoảng thời gian khá dài để chơi, chủ yếu là để đi ăn bám ngày go, là tiếp tục là một ngày đẹp trời. Cậu nhận được thông báo về đối thủ tiếp theo, đó không ai khác chính là Game Leader mạnh nhất tại Sino, cũng là một đối thủ cũ, Denji. Tuy là Game Leader nhưng Denji có trình độ của Tứ Thiên Vương nên anh em không thể khinh thường được. Vì biết Denji là Game Leader hệ điện nên Sa đã chuẩn bị một món quà cho anh ấy, đó là tuyệt kỹ dép. Ban đầu Denji cũng chỉ hơi bất ngờ, ai ngờ sau này anh giật CM nó mình luôn. Đây là một trận đấu 3 vs 3, Genga thì vẫn tấu hề và tạ như mọi khi. Lucario cũng làm khá tốt nhưng nổi bật nhất thì vẫn phải là Gotchu. Nó đã có một trận đấu song phẳng với con Elekibu, mà Pikachu có rất nhiều duyên nợ với con Pokemon này nha. Ai cũng biết con Elekibu có động cơ điện, mỗi khi bị đánh bởi các chiêu thức hệ điện, nó không những không nhận sát thương mà còn được tăng tốc độ nữa. Thế nhưng Sa vẫn quyết định tung mũ cho Chu để thực hiện từ kỹ Z của hai bọn họ, điện 10 triệu V. Nếu ai hỏi tại sao không ở Alola mà Sa vẫn xài tuyệt kỹ Z được thì là do cậu được Capu Kogeko bảo kê nên lúc nào cũng có năng lượng Z bên người nhé. Đúng là động cơ điện rất mạnh nhưng nguồn điện từ điện 10 triệu V quá mạnh khiến Elekibu bị quá tải, nó lăn ra mất khả năng chiến đấu luôn. Đến đây thì tôi cũng chịu, hay game lộ quá. Nhờ chiến thắng này, Satoshi đã lên được hạng 64. Satoshi vs Saito. Trong Pokemon Johnny, Satoshi có một đối thủ vô cùng duyên nợ, đó là Saito. Hai người họ đã phang nhau rất nhiều lần. Lần đầu tiên Satoshi thua trận Riolu, còn bị con ô tô super hành cho lên bờ xuống ruộng, làm cho nó bị ám ảnh. Lần thứ hai kết quả là hòa, Riolu cũng đánh hòa được với con ô tô super. Và đến lần thứ ba, khi này cả hai đã lên rank Hyper, Sa sang luôn thành phố Lateraru bên Gala để chấp nhận lời khiêu chiến. Đây là một trận đấu 3 vs 3 và kẻ tỏa sáng nhất đó là Lucario. Đây cũng là lần đầu tiên nó bộc lộ được khả năng gánh team của mình, chứ trước đó nó vẫn còn rơm rơm lắm. Cơ bản là mới lấy được đá Mega trên đảo Mega xong nên cả Lu và Sa đều đang tự tin lắm. Ban đầu nó đã xuất sắc đập được con mực ô tô super tử thu của nó, sau đó nó đại chiến tiếp với Kairiki, không những thế còn là Kyodai Max Kairiki luôn. Đây cũng là cuộc đối đầu tiên giữa tiến hóa Mega và Daimax, hai cơ chế chiến đấu của hai thế hệ khác nhau. Lucario khi lên Mega, nó trở nên cực kỳ cuồng chiến, không có chiêu thức bảo vệ gì, tay không tấc sắt. Nó vẫn đối mặt với tâm kích siêu cực đại, Z-Max độc quyền của Kairiki, mà lúc đó thằng Sa có hét lớn là gắng chịu được đi Lucario. Và đúng là con Lu, nó chịu được thật, ảo quá đi mà. Khi Kairiki hết thời gian của Kyodai Max, nó đang tự tin do được tăng tỷ lệ chí mạng, thì con Lu nó lại hay game tiếp. Thì nó học được chiêu thức mạnh nhất hệ thép, đó là tia sáng thiết giáp. Ăn nguyên một tia sáng cực mạnh vào mồm, Kairiki mất khả năng chiến đấu, do đó Satoshi giành chiến thắng, cậu lên hạng 36. Đây là một trận đấu hay mà theo tôi có thể là trận đấu hay nhất của phần này. Tính đến thời điểm hiện tại có 3 vs 3 thôi mà kéo dài 2 tập luôn. Sau trận đấu, Saito đã công nhận Satoshi, cô không gọi Sa là nhà huấn luyện của Riolu nữa mà gọi thẳng tên luôn. Satoshi vs Mari. Mari, một nhân vật cực kỳ dễ thương trong Pokemon Sword and Shield, cuối cùng cũng được lên anime. Cô đã có vinh dự được trở thành đối thủ của Thánh Sa, nói thẳng ra là vật hy sinh để Sa nó leo rank ấy mà. Mari thì vẫn thế thôi, cô xuất thân từ thị trấn Spy, một thị trấn tồi tàn rách nát. Ước mơ của cô là khôi phục lại thị trấn rách nát này. Chính vì thế, trong trận đấu hôm nay, cô phải giành được chiến thắng. Tuy bị team gieo lừa tình, nhưng Sa vẫn đến kịp nhà thi đấu. Trong trận đấu này, Genga đã thực sự xuất sắc, nó mới hút Max Sup nên có được hình dạng Kyodai Max, sức mạnh cũng được nâng lên một tầm cao mới. Đối thủ của nó là chủ lực Orangi của Mari, lại còn là Kyodai Max nữa. Chiến thuật của Mari là ru ngủ Genga bằng ma ngủ siêu cực đại. Ai ngờ Genga cứng quá, nó tự kéo mắt để không bị ngủ. Sau một hồi tả xung hữu đột, Genga thậm chí còn nhốt cả con Orangi vào bụng. Nếu không nhốt, nó sẽ bị ăn một đòn thòng lọng bóng đêm. Ăn đòn là tỏi luôn đấy. Vừa tránh được kill, vừa làm cho đối thủ sợ hãi, một mũi tên bắn chết hai con chim. Sau đó, nó hạ Orangi bằng chiêu thức quả cầu hắc ám quen thuộc. Nhờ chiến thắng này, Satoshi đã lên được hạng 15. Trận đấu cũng đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của Genga. Giờ đây, ngoài tấu hài ra, nó cũng sẽ bổ trợ sát thương cho team nữa. Chú cũng bớt đi một cục tạ.
Satoshi vs Drana. Sau trận đấu với Mari, Sa đã đạt được hạng 15, nên tất nhiên các đối thủ tiếp theo sẽ rất mạnh. Quả thật như vậy, đối thủ tiếp theo mà cậu phải đối đầu đó là Drana, tứ thiên vương Kalos, cô ấy hiện đang ở hạng 12. Thế là Sa bay sang Kalos rồi đến tháp Rim để chơi với anh em Citeron và Urika. Chơi chán chơi xong, cậu mới đi thi đấu. Drana rất mạnh, cô ta là tứ thiên vương cơ mà, lại còn có đám Mega nữa và Pokemon được Mega, đó là chim bông Chitalis. Trong trận đấu, nó đánh chân cơ hoàn toàn Unodragon. Tuy nhiên, khi Sa đổi mon cho Việt Chiến ra sân, chỉ với một đòn lưu tinh đột kích, chiêu thức độc quyền mới học được, Việt Chiến đã xiên chế được Mega Chitalis. Ảo thật đấy. Sau đó, nó cũng nhanh chóng mất khả năng chiến đấu. Tuy đang rất yếu, nó vẫn cố đứng dậy để cổ vũ cho Unodragon, một tình bạn thật sâu đậm. Bên kia, Drana vẫn còn Onban. Còn Onban có lợi thế hơn Unodragon khá nhiều vì nó có tốc độ cao hơn, cũng như có những chiêu thức tầm xa. Từ đó, nó đập Unodragon không khác gì cái mền rách. Tưởng như sắp thua cuộc, nhưng khi Sa hét lên, Unodragon, cậu có thể làm được mà đúng không? Thế là không hiểu sao, nó móc đâu ra một đống thể lực để có thể xuất ra một đòn long thần cực mạnh. Nhờ đó mà đánh bại được long ba động của Onban, giành được chiến thắng, Sa lên hạng 9. Một bước nữa thôi là cậu sẽ vào được rank master. Ở trận đấu này, Satoshi sử dụng hai Pokemon có thể nói là yếu nhất team, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều và cũng không phải quá mạnh, nhưng cậu vẫn giành được chiến thắng trước một tứ thiên vương. Nghe nó cứ sai sai, điều đó chứng tỏ Satoshi thực sự là một trainer có đẳng cấp. Satoshi vs Kibana. Để lên được Master A, Sa còn một chỗ chặn cuối cùng, đó là Kibana, kẻ giữ cửa rank Master. Kibana là Game Leader mạnh nhất tại Gala, anh ta là đối thủ tự xưng của Dante. Là Game Leader nhưng có trình độ của một champion, nghe thôi là đã thấy ghê rồi đúng không? Quả thật, anh ta ghê thật. Trong trận đấu, Kibana hoàn toàn áp đảo Satoshi. Kairu, Pokemon đang giữ mạch bất bại, cũng bị con Furigon và cho V1 và mất luôn Queen Chick. Từ đó, chuỗi ngày ăn hành của nó cũng bắt đầu. Cũng may là Gengar đã có hình thái kiêu đầy mắt nên nó đã xuất sắc đè bẹp được hai Pokemon của Kibana, bao gồm Furigon và con á thần yếu nhất Numerigon. Tuy nhiên, đánh xong hai mon trên, Gengar cũng mệt bở hơi tai, nó mất khả năng chiến đấu ngay sau đó. Gengar, nghệ sĩ nhân dân của chúng ta, càng ngày đánh càng ghê, nó đã làm rất tốt để Luka ở lại dọn mâm vậy. Kibana có con át chủ bài là rồng thép Gyarudon, nó lại còn kêu đầy mắc nữa. Trong trận đấu, các tuyển thủ chỉ được phép sử dụng một cơ chế. Sa đã xài đầy mắc cho Gengar rồi nên cậu không thể Mega cho Lu. Kibana đang ở thế thượng phong, anh ta cười khoái chí. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Sa nhắm mắt lại, anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Rồi khi nhìn thấy con Lu, nó tạo ra một quả cầu siêu to khổng lồ, thì anh hoảng sợ thật sự rồi. Nhờ khả năng tâm thần hợp nhất, Lu đã có thể tạo ra một đạn ba đạo khổng lồ. Nó ném quả cầu đó về phía Gyarudon và đánh gục nó trong trạng thái kêu đầy mắc. Dăm ba con mon khổng lồ, láo là đập hết. Nhờ chiến thắng này, Satoshi đã hoàn thành quá trình leo tháp của mình. Cậu đã góp mặt trong Master A, trở thành một trong 8 trainer mạnh nhất thế giới. Satoshi vs Daigo. Sau một năm leo tháp, Satoshi đã có mặt ở Master A. Giờ đây, cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách cao hơn, đó là PK với các thành viên khác trong Master A để tranh danh hiệu No 1 thế giới. Và chướng ngại đầu tiên cậu phải đối mặt đó là Daigo, champion Hoenn, người đang ngồi ở vị trí số 3. Thực ra thì Daigo chỉ thích chơi đá thôi, số nhọ thế nào anh trở thành champion mà lại còn là một trong những trainer mạnh nhất thế giới nữa. Trận đấu giữa hai người nổ ra, thực sự thì Daigo hoàn toàn áp đảo Satoshi. Anh hiểu rất rõ đặc tính các Pokemon của mình, từ đó phát huy toàn bộ khả năng của chúng. Thứ anh thua Sa đó chỉ là sự đột biến trong trận đấu. Nhờ phong cách Satoshi, Sa đã làm cho Daigo cũng như toàn bộ người xem bất ngờ. Cậu dùng mạng điện trói chặt các roi năng lượng của con Zureirudo, sau đó mới bay xuống quật nó. Nhưng khả năng của Daigo đâu chỉ dừng lại ở đó. Anh ta có một con Shiny Metangross cực kỳ mạnh, lại còn Mega nữa. Tốc độ, sức mạnh của con Metangross này hoàn toàn áo trình Pikachu. Khi tất cả mọi người đều nghĩ Daigo sẽ là người giành chiến thắng, thì Sa mỉm cười, cậu ném mũ cho Pikachu để cùng nhau thực hiện từ kỹ Z tối thượng của họ, điện 10 triệu V. Daigo ban đầu thì coi thường lắm, anh tự tin với tốc độ của Metangross nó có thể dễ dàng né tránh. Đúng là nó né được thật, nhưng điện 10 triệu V có đến 7 tia cơ.
Nó né được 3 tia, chặn được 1 tia bằng pháo quang sách nhưng vẫn bị 3 tia còn lại như con lắp định vị đùa theo và đánh trúng mục tiêu. Trúng đòn, Mê Tàng Đốt tỏ ra đau đớn, nó rơi xuống đất. Chớp lấy thời cơ, Pikachu lao thẳng đến, chém một đòn đuôi thép cực mạnh. Nhìn cái đuôi thép nó to thế kia thì chắc chắn đây là một đòn chí mạng. Ăn một đòn chí mạng, Mê Tàng Đốt sủi lơ. Do đó, Satoshi đã giành được chiến thắng, một chiến thắng đỉnh cao của Hack Game và sức mạnh tình bạn. Nhờ chiến thắng này, Sa đã vào được vòng 2 để có trận đấu với Sirona. Đây này, đây mới đúng là trận tâm điểm và có thể sẽ trở thành trận đấu hay nhất của Pokemon Johnny đây này. Vì trận đấu sẽ kéo dài đến 3 tập và là một trận đấu đầy đủ 6 vs 6 cơ mà. Vì trận đấu này chưa diễn ra nên tôi chỉ nhắc qua cho anh em nhớ đón xem để ủng hộ cho Thánh Sa nhà ta thôi. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.